sanh đi truyền lòng hăng xoay, lấy cái chết bao ân dù hy sinh cũng là có bao. Nếu chân thân thang chừng bước chân hoài thi công trình hờ, dạng triệu sanh linh mong dùng lên trong tên tham tàn. Đánh nữa đi, ta đang cần cái chết. Đánh! Đánh! Đành lặng thinh, đành nửa chăng, hay chính ta chịu hàng, phải khai ngọn nguồn, cứu kiệt binh thoát lặng con ta. Bao tháng chỉ ta thôi, không ai xui ta, hơi người hùng mạnh chưa mềm lòng rung chi, vì sao đứng còn bao người hoài vọng đến ta. Hãy khai ngọn nguồn, ai chưa muốn giết tạo công ta. Vâng, xuống nơi A Tỳ thấy diêm vương kiết binh xin khai.